rồi hả? Đi nay cũng bảy mấy rồi ha. Không biết bộ tiêu qua trước. Ông tá không nhớ chưa? Nhớ nữa không tôi à? Ốm. Mà bé nữa là chắc chết. Nay không chết thì mọi cũng chết. Thì già rồi mới chết, ai sống hoài cho nó. Anh nhớ tuổi tôi. À, thì không biết chắc nhỏ hơn anh Sáu tôi đó. Nhỏ hơn. Ủa, thì chả nhìn dám chạm anh Tám tôi lắm mà. Có mà. Không tí à. Nhỏ mà. Nhỏ hơn Tám tí nè. Tôi sẽ tắt chắc tổng dạng hơn. Sao ngoại không hỏi chị? Hỏi ra Tám tí là Tám tí nữa à. Tự nhiên hồi xưa, mấy nữ họ đi một khoa. Đi vô mà. Một cỏ. Chứ tôi thấy biết thì chả lớn hơn tôi. Chứ chắc là hai trắng chắc lớn hơn tôi. Chắc cũng cả đó đó mà chắc nhỏ hơn tôi. Chắc cũng lớn hơn tôi. Không có chuyện lớn hơn tôi hết chứ. À tôi nói chắc có lẽ là bãi rồi đó. Tôi chắc có lẽ là chạm hơn tí à. Không có hơn chắc. Cũng không bằng, cũng nhỏ, mất tính. Cũng tội hàng bãi rồi, bởi mấy rồi.